Indomie, hương vị được yêu thích trên toàn thế giới. Bộ khen ghét Lan lắm hả? Có lẽ chuyện thuê người làm việc xấu. Em không giỏi bằng thằng Thái Bảo này được. Bây giờ mày có thể giúp tao giữ kín chuyện này không? Gia Khang và tôi là chị em. Adobe sẽ disband từ hôm nay. Ủa, tụi em không đủ tài năng, không đủ kiên trì để trở thành idol mà không có Gia Khang hả? Hôm nay mẹ có hay tin gì không mẹ? Tin gì con? Rồi sáng giờ mẹ bận chết luôn vậy á. Làm chi mặt can dữ rồi. Con này còn can hơn. À! Tôi chịu hết nổi rồi. Chị phải nói cho hai em biết thôi. Ngày mai á, anh Bảo Duy sẽ lên máy bay. Anh đi Ý trước, sau đó anh đi đâu nữa thì chị không có biết. Anh nói chị là không có được nói với ai hết. Nhưng mà chị buồn quá à. Chán thiệt á. Sao ai cũng lặng lặng bỏ tôi mà đi á chị, trời ơi. Hôm qua tôi gặp anh ạ. Sao? Chuyện sao em? Hai đứa nói chị nghe đi. Chị hứa chị giữ bí mật. Em có điện thoại đợi em chút. Má Nhung. Dạ con nghe nè má. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ con về liền. Dạ, 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 dạ. Không biết có chuyện gì á mà má Nhung kêu tôi về. Kêu là còn giữ bí mật với An Hạ nữa. Thôi, tôi đi trước nha. Em đi trước nha chị. Sao em? Chuyện sao vậy? Nói chị nghe đi. Ami! Em đọc đi. Tôi nói cho chị biết, tôi là thư ký của Gia Khang đó. Chị mà dám đuổi việc tôi, Gia Khang sẽ không để yên cho chị đâu. Bản đánh giá này là của chính Gia Khang viết ra em. Có chuyện gì vậy má? Con giúp má tìm cách liên lạc với ba của Gia Khang, chủ tịch tập đoàn Love Food. Tôi cũng chưa nhờ ông chuyện gì đúng không? Cho tôi số điện thoại của ba ông đi. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy cô gái? Tôi với ông có 30 phút trong công ty này. Giúp tôi lấy một vài tài liệu trong máy tính của Gia Khang. 20 triệu. 50 triệu tiền mặt. Với lại những chuyện này không nhất thiết phải làm ở đây nữa.
Anh chào bác. Bà, ông làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Tin vui của tôi là tôi được đậu vào chung kết của dự án khởi nghiệp. Tôi với Tuyết Anh sẽ là đại diện của trường mình. 5 tỷ lần đó cũng nhờ cô của Ami nhượng quyền xe mì của tôi mới đạt đủ điều kiện. Wow, chúc mừng bà nha. Cheers. Cheers. À, tôi sẽ báo cho Trọng Phúc biết nữa. Lúc đó tôi sẽ bao hai người một chầu thật lớn luôn. Nhớ đó nha. Chưa có dịp cảm ơn bà mà. Mà Trọng Phúc á, sáng giờ tôi không thấy đâu hết ha. Anh Hạ này, hôm qua Trọng Phúc với Gia Khang có gặp nhau. Tôi thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ chuyện bà với Gia Khang là hai chị em. Bà nói cho ông ấy biết đi. Ông ấy biết, ít ra ông còn hiểu chuyện. Tôi hiểu mà. Tôi sẽ nói cho Gia Khang biết. Còn chuyện người cha, tôi không muốn nhắc tới nữa. Anh Gia Phát ơi! Anh Gia Phát! Anh Gia Phát ơi! Anh Gia Phát! Chị giúp em. Nói với anh Gia Phát cho em gặp anh Gia Phát đi chị. Chị ơi, chị giúp em đi chị. Em xin chị. Cô còn tới đây làm gì nữa hả? Cô ngoan cố vậy Công Nhung. Con xin bác, bác cho con gặp anh Gia Phát một lần. Con xin bác, con hứa từ đây về sau con không bao giờ làm phiền gia đình mình nữa đâu. Cái thứ người như cô ấy, vô được cái nhà tôi rồi á thì giỡn trò ăn vạ còn thêm trò gì nữa. Tôi lạ gì mấy người nữa? Con không có. Thằng Gia Phát con tôi nó đi Mỹ rồi. Cô đừng có tới đây làm phiền gia đình tôi nữa. Cô cầm tiền này á, rồi cô đi đâu á, hay cô biết đi đâu, cô làm gì làm. Chuyện của cô. Bác ạ, bác hiểu lầm con rồi. Con không có vậy đâu. Con yêu anh Gia Phát thật lòng. Con xin bác. Con sao con mà cô lì tôi ngay. Con xin tôi nói bác. Với cô bao nhiêu lần rồi. Cho con gặp anh. Cô đi đâu, cô đi đi. Tôi xin lỗi vì không cố gắng tìm kiếm bà. Khi trở về nước, chuyện tôi nghe đầu tiên là em cầm tiền của mẹ tôi bỏ đi. Nên vậy là bác chưa biết chuyện của Gia Khang với Má Nhung rồi. Cái tin đó chỉ là giả mạo thôi. Bác coi đi. Bác không biết An Hạ là con gái của Má Nhung. Không biết An Hạ, người đã ký cái hợp đồng với bác, lại chính là con gái của bác. Nhưng mà hợp đồng gì vậy con? Bác Gia Phát có tới tìm An Hạ, đưa cho An Hạ 500 triệu. Yêu cầu Hạ phải chia tay Gia Khang, để Gia Khang trở về cuộc sống như cũ. Ông, đúng là chứng nào tật đó à. Y như ngày xưa, lúc nào cũng hồ đồ hết á. Vậy hai đứa nó đều là con của tôi à? Nhưng mà chắc An Hạ chưa biết chuyện này đâu. Không có đâu. Nếu như mà nó đã đến đây gặp được ông rồi á thì chắc chắn là nó sẽ biết. Tại vì má đã đưa hình của má với ổng ngày xưa cho nó coi rồi còn gì. Con biết ngay mà, An Hạ ký vô cái hợp đồng đó phải có cái lý do gì đó. Nè con. Dạ. Như vậy cũng tốt. Chứ không để hai đứa nó không biết rồi lại đến với nhau thì... Có bao giờ mà ông hỏi An Hạ bao nhiêu tuổi chưa mà ông nói nó là chị của Gia Khang chứ. Ông già hồ đồ. Cái bí mật này tôi cũng đã giấu con An Hạ 20 năm nay. Cứ để như vậy mà trôi đi. Nhưng mà không ngờ. Làm xong mới có tiền. Em gái yên tâm. Ở thời đại này ai cũng có một cái cửa hậu, rất dễ sơ hở. Bây giờ anh chỉ cần thằng Gia Khang nó đăng nhập vào Facebook là anh sẽ có được tất cả những dữ liệu mà em cần. Nhưng nếu em muốn có nó, em phải biết đều.
Cái điều này chắc nó không đúng với điều anh nói em ơi. Điều này em thấy nó nhỏ nhỏ quá. 10 triệu đó. 10 triệu thì 10 triệu chứ. Chắc xóa bớt quá. Nè. Phải vậy mới được chứ. Cái điều này đúng điều anh nói nè. Điều này hơi bị bự luôn à. Rồi. Đây chỉ là kế hoạch dự phòng thôi. Thằng công tử kia mới là kế hoạch danh chính ngôn thuận. Mày gọi nó ra được, chị cho mày thêm 2 triệu. Ý. Gì? Sao ai cũng nghĩ Thái Bảo này làm việc vì tiền hết ta? Thái Bảo cũng có đam mê mà. Hôm nay có chuyện gấp nên tao gọi mày ra đây. Gia Khang, cho tao xin lỗi mày nha. Tại vì thời gian trước tao chơi không tốt với mày. Hay là bây giờ vậy đi, nếu như mày cần con nào, tao gọi liền cho mày con đó. Gia Khang, hóa ra là nãy giờ đang đứng chờ cái cô thư ký xanh tươi này đó hả? Thôi, vậy để tao đi chỗ khác cho tụi mày vui vẻ nha. Sao Khang lại sa thải Lan? Cô làm cái gì vậy? Khang có biết á, để vô được công ty Lan đã phải vất vả như thế nào không? Bây giờ thì tương lai của Lan Khang hủy hoại hết rồi. Khang vừa lòng chưa? Đưa đi. Khang, Khang Lan xin lỗi. Khang, Khang, Khang. Sao rồi? Hết cách rồi. Thuốc đâu? Nhanh lên. Nửa viên 1 triệu. Chạy vô. Khoan, nếu em xài nửa viên trong lúc đang hành sự có thể nó tỉnh lại, nên bây giờ anh khuyên em nên xài 1 viên, giá 5 triệu. Cái thằng chó này, chẳng lẽ kế hoạch dự phòng em dám bung ra 50 triệu? Đây là kế hoạch chính mà. Nhanh đi. Nhanh đi. Nè, hai bà làm gì không bắt máy vậy? Cả hai bà luôn. Đang tâm sự, tắt chuông. An Hạ và Gia Khang không phải chị em ruột. Cái bí mật này tôi cũng định là sẽ suốt đời không bao giờ cho con An Hạ nó biết. Chị, em lỡ dạy, chị giúp em nuôi đứa cháu này đi. Coi như là em bù đắp lại đứa mà chị đã mất với lại anh Gia Phát cách đây 4 năm. Nhưng mà em đi đâu chứ? Có người bảo lãnh em qua Mỹ, em không thể nào dẫn theo được. Chị giúp em đi chị. Đến đây con. Đến đây con. Bà làm ơn bà gọi cho Gia Khang giùm tôi cái. Cả 3 người luôn gọi không ai bắt máy. Đi. Alo ạ. Dạ. Em biết rồi. Nãy giờ làm gì trong chổng mà lâu lắc vậy? Hết 4 ly rồi đó. Mà tính ra mày có cô thư ký tận tâm thiệt. Đứng uống bia giùm mày suốt. Nhã Lan không còn là nhân viên của tao nữa. Nè, làm cái gì vậy?
không uống nữa. Buông ra. Uống nữa cho chết. Ly của mày nè, uống đi. Sao tao phải uống? Mày uống nhấp môi đi. Rồi tao uống. Mày bị sao Gia Khang? Vô đây chơi thì ly của mày mày uống, ly tao tao uống. Khang phải uống cái ly này. Khang uống ly này, Lan sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Khang. Xin lỗi về chuyện gì hả? Lan say quá rồi đó. Hay là có thứ gì trong đây cho nên mày không dám uống? Mày tưởng tao không biết có thứ gì trong đây hả thằng khốn đen? Hey, sao mày nóng quá vậy? Tụi bay! Tính ra là mày làm bạn của tao hơi lâu rồi đó thằng chó. Cuối cùng mày muốn gì hả? Hả? Muốn gì hả? Nhanh lên, tao lắp camera sẵn hết rồi. Nhanh lên! Mày làm gì vậy? Gia Khang! Ngủ gì? Cái gì vậy? Trốn! Cái gì vậy? Công an tới rồi kìa! Công an tới đó! Mày làm gì được tao? Mình còn kế hoạch B mà. Buông ra! Đi! Đi! Buông ra! Trời ơi, đứng vào cái gì nữa, đưa nó vô bệnh viện đi kìa! Khang! Vậy! Đường này nè. Trời ơi à. Đi đi, nói chuyện sao? Đi. Gia Khang sao rồi con? Nó tỉnh chưa? Má, con chào bác ạ. Con chào hai bác ạ. Gia Khang cũng không sao rồi ạ. Chỉ là giờ không biết bao giờ tỉnh. Má ngồi má. Chuyện cũ con bỏ qua cho bác nha. Mọi chuyện xảy ra cũng nhanh quá. Con cũng không kịp nghĩ gì hết. Nhưng mà mấy đứa đánh thằng Khang là ai? Công an bắt được nó chưa? Dạ thì ra thì... À, không sao đâu ạ. Chỉ là xô xát bình thường thôi ạ. Không sao đâu ạ. À, dù sao thì bây giờ Khang cũng ổn định rồi. Ở đây có tụi con chăm sóc. Bác với lại mẹ về nhà đi ạ. Anh Hạ, hay là tôi với Trọng Phúc cũng ngủ được một lúc rồi. Bà cứ đi lên trường đi. Gia Khang cũng biết được bao giờ tỉnh lại đâu. Mà buổi thuyết trình chỉ có một lần thôi mà. Thôi không được đâu, nhiều khi Gia Khang... Không sao đâu, được mà. Không sao đâu con, mẹ có đem quần áo cho con thay nè. Đi lên trường trước đi đã, nha. Ừ, mà bác cũng có chuyện đến trường ăn hạ. Nếu cần á thì bác đưa đi luôn cho. Dạ bác Gia Phát, con có chuyện muốn thương lượng với bác. Dạ, lát nữa bác tới trường con, bác cứ hỏi là cái kho nằm ở đâu thì sẽ có người dẫn bác xuống. Dạ. Ổn không Bảo ơi? Bây giờ làm sao đây Bảo ơi? Xong chưa? Lâu quá vậy? Ông già đã sắp tới rồi đó. Đây 5 phút nữa là xong hết. Bây giờ việc đầu tiên là lưu trữ hết tất cả lên trên mạng. Cho dù cái USB này có mất đi thì em vẫn còn 10 cái khác để lưu về. À, mà em định ra giá bao nhiêu vậy? Nhiều chuyện.
ra giá bao nhiêu thì mày cũng không có thêm một cách nào đâu. Ban đầu thỏa thuận bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không phải, ý anh là nếu như giá càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều. Chết nhát. Liều thì ăn nhiều thôi. Mà mày yên tâm, tao chắc chứ mày, ông già đó không dám hé răng nói nửa lời. Lòi ra chuyện công ty bị mất hết thông tin, uy tín mất, rồi làm ăn kiểu gì nữa. Ngày thơ của em gái, tiền nhà đó có thể cho mày biến mất khỏi trên trần đời này. Chắc ông sắp tới rồi đó. Đi ra ngoài cổng chờ rồi đón ông vô đây. Dạ con chào bác. Con cảm ơn bác đã chiếu cố. Cô vào thẳng vấn đề đi. Đúng là người giàu có khác. Con muốn 10 tỷ chuyển khoản cho cái USB này. Trong này bao gồm tất cả tài liệu của tập đoàn. Đã có người trả giá con 7 tỷ rồi. 10 tỷ nhưng phải mất 20 phút mới chuyển qua được. Thật ra thì con còn có một điều kiện nữa. Lát nữa bác dự buổi thuyết trình, bác phải chê thậm tệ dự án mì khô sáng tạo của con An Hạ. Nếu bác không làm vậy thì thông tin mà bác mua lại, thông tin của chính công ty mình sẽ bị truyền tới tai tất cả các cổ đông. Tới lúc đó con chỉ sợ là uy tín của bác sẽ bị mất kha khá đó bác. Con điên này! Mày kinh tởm nổi như vậy hả Nhã Lan? Giờ mày không còn cùng đẳng cấp để nói chuyện với tao nữa rồi An Hạ. Nhưng mày nên nhớ nha, tao thì luôn có hứng thú muốn phá nát cuộc sống của mày đó. Rồi mày làm như tao. Mày thế bảo này xong việc rồi. Bác xin con An Hạ, đừng làm vậy. Nếu thông tin của tập đoàn mà tiết lộ ra đối thủ thì cơ nghiệp của bác với Gia Khang sụp đổ hết. Nghe chưa con ngu? Được, coi như lần này mày thắng. Đâu có đơn giản vậy được hả? Quỳ xuống. Nếu mày không quỳ, mọi thứ xung quanh cuộc sống của mày sẽ bị tao làm rối lên tiếp. Mày biết sức mạnh của 500 triệu rồi chứ gì? Thì bây giờ mày cũng phải biết sức mạnh của 10 tỷ chứ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Được rồi, tôi đồng ý trả cô 30 tỷ. Nhưng với một điều kiện, cô phải biến khỏi cuộc đời của mọi người. Tôi không muốn bạn gái của Gia Khang quỳ trước mặt một người như cô. Nghe rồi chứ gì? Nếu mày muốn, mày có thể ngồi dưới sân khấu chứng kiến dự án của tao bị thất bại. Mày luôn muốn thấy tao thua cuộc mà, phải không? Mọi thông tin đều có hai mặt. Người này nói một mặt, người kia nói hai mặt. Nhưng không quan trọng đúng sai, quan trọng là người nghe. Dự án của em đã được liên hệ bởi 5 tờ báo chính thống và được tài trợ 1 tỷ đồng cho giai đoạn 1. Xin lỗi mọi người, tôi có việc đến trễ. Anh đã bỏ lỡ một dự án rồi đó, chút nữa có quyết định được không? Tôi đã đọc qua hết rồi và cũng đã có quyết định. F&B là mảnh đất màu mỡ của các nước có dân số trẻ như Việt Nam. Dạ, báo cáo của em xin hết. Thay mặt cho quỹ đầu tư, tôi xin tuyên bố
Mỗi dự án sẽ nhận giải thưởng trị giá là 50 triệu đồng. Riêng hai dự án Cổng Thông tin và Miệt Hô Sáng Tạo đều rất ấn tượng. Có điều là dự án Cổng Thông tin đã có nhà tài trợ là anh Giang Hoàng, bạn tôi, nên tôi không tham gia dự án này. Ủa, Giang Hoàng là ba của Tuyết Anh mà. Riêng dự án Miệt Hô Sáng Tạo rất giống như định hướng của tập đoàn chúng tôi. Nếu có hai chọn lựa, một á, chủ đầu tư sẽ tài trợ cho bạn 1 tỷ cho 30% cổ phần. Chọn lựa thứ hai là bạn bán hết các dự án này cho công ty thì trị giá của dự án này sẽ là 5 tỷ. Bạn chọn phương án nào? Dạ, cháu chọn phương án 3. Đó là một vị trí trong ban giám đốc của mảng F&B của tập đoàn. Không có lương, nhưng có phần trăm của tất cả các dự án mà cháu tham gia. Bác nghĩ thế nào ạ? Ok, deal. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn bác. Ông già đã dám lừa mình. Để tụi con ăn nói ra trước mặt các cổ đông. Ơ Nhã Lan, vụ dự án Miệt Hô bà có biết thông tin gì không? Cô tôi tính mua lại công thức á. À, tôi có hỏi An Hạ về vụ này hoài mà nó không trả lời. Mà mấy hôm nay tôi liên lạc với nó cũng không được nữa. Vậy á hả? Cái đó thì Lan cũng biết chút chút á. Vậy có gì cho tôi hỏi một chút nha. Ủa? Mà Ami không vô coi thuyết trình hả? Mấy cái đó chán phèo. Thôi, đừng có buồn nữa. Bạn tôi làm tốt lắm rồi. Dù gì thì dự án của An Hạ cũng không có được đầu tư. Bà phải về làm nhân viên cho người ta mà. Còn dự án của bà, người ta biết hết rồi. Bây giờ mà làm lớn chuyện lên, người ta đồn bà làm chủ dự án, mệt lắm. Tôi biết bà đã tung tin đồn giả của tập đoàn Love Food để chửi mẹ con tôi rồi. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho. Nhưng mà bây giờ mình cũng phải chào mọi người chứ hả? Mà xe của tôi ở ngoài kia kìa. Có gì bà về nhà cô tôi rồi bàn ha. Cố gắng deal cao một chút. Cô tôi cũng nhắm cỡ 500 triệu á. Vài đồng lẻ thì nhầm nhò gì. Nhưng thôi kệ, để cho nó mất hết công thức, khỏi bán buôn gì từ nay. Thôi mình đi ha. Xong chưa? Ra cổng trường lẹ đi, tôi chở bà vào viện. Gia Khang đang nguy kịch rồi. Bác ơi, Gia Khang gặp nguy kịch rồi. Anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại về bên nhau, cho vơi đi những cơn say. Về bên nhau cho vơi đi những cơn say. Quỳ trước mặt một người như cô. Chắc chắn 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 chắc chắn. Chị em một lần nữa, em đẩy chim lên. Chị được hả? Chị chưa có nói xong. Hãy để tôi, chỉ để tôi. Ủa? Nó phải quyết liệt hơn chút xíu nữa nha. Em phải giữ lên, em chỉ rồi chị nhào tới, em cứ chỉ. Đi đi, nói chuyện sao? Đi. Hai tụi mày. Anh cậu, chị sẽ nói cho hai em biết thôi.
ngày mai anh nói. Dạ.